Chị kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay chủ nhật ngày 16 tháng 1 sẽ mở đầu bằng những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh. Cập nhật thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 14 tháng 1 đến 17 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 23 ca mắc mới tại thành phố Cao Bằng và huyện Nguyên Bình, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 1.136 ca. Cụ thể, tại thành phố Cao Bằng, 21 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó 17 trường hợp là F1 liên quan đến các trường hợp F0 tại thành phố Cao Bằng, 4 trường hợp chưa rõ nguồn lây Huyện Nguyên Bình hai trường hợp, trong đó có một trường hợp là F1 liên quan đến các trường hợp F0 tại huyện, một trường hợp chưa rõ nguồn lây. Ngay sau khi có thông tin về các ca cá mắc mới, Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình, thành phố đã khẩn trương điều tra truy vết những người có tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, các trường hợp nguy cơ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Về tình hình cách ly và điều trị, có 164 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, 225 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, các dấu hiệu lâm sàng thực thể bình thường. Trong ngày 15 tháng 1 năm 2022 có 17 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế nhân dịp tết nguyên đán xuân nhâm dần 2022 chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn công tác của đảng nhà nước và trận tổ quốc việt nam thăm tặng quà chúc tết 55 hộ gia đình là đại diện cho các hộ gia đình chính sách hộ nghèo công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc màu da cam dioxin trên địa bàn thành phố đà nẵng thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chuyển các món quà tết và lời thăm hỏi ân cần tình cảm ấm áp của lãnh đạo đảng, nhà nước, của các cấp ngành đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công. Đặc biệt là nạn nhân gia cam, công nhân lao động, hộ gia đình khó khăn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chia sẻ với những khó khăn mà các đối tượng chính sách, hộ gia đình gặp phải do đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục ra soát trên địa bàn thành phố, nhất là vùng núi, vùng khó khăn, gia đình neo đơn, công nhân lao động mất việc làm, để không bỏ sót đối tượng nào khó khăn, không được hỗ trợ qua Tết. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn với truyền thống gia đình, quê hương xứ Quảng, thành phố Đà Nẵng anh hùng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng sẽ vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao hơn trong năm mới, người dân thu nhập cao hơn, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Sáng ngày 16 tháng 1 tại thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đến thăm, làm việc với kiểm toán nhà nước khu vực 3. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương các thành tích nỗ lực mà Kiểm toán nhà nước khu vực 3 đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh địa bàn của Kiểm toán nhà nước khu vực 3, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định là các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, rất năng động và đang có quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ toàn diện. Đây vừa là thuận lợi cũng vừa là thách thức cho công tác kiểm toán. Vì vậy, Kiểm toán nhà nước khu vực 3 cần nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt công tác, tạo điều kiện phát huy các đặc thù của miền Trung năng động, nâng cao chất lượng bộ máy và trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng lãng phí trên địa bàn. Trong thời gian tới, ngành kiểm toán cần tập trung cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, trong đó có chiến lược kiểm toán, định hình phát triển kiểm toán nhà nước với các phương hướng, mục tiêu cụ thể rõ ràng. Kiểm toán phải là công cụ hữu ích quan trọng của Đảng, nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Cục Quản lý Dược nêu rõ, để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có thể xảy ra trong mùa đông xuân, cũng như thuốc phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, sở y tế các tỉnh thành phố cần chỉ đạo các bệnh viện trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đầy đủ thuốc tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các bệnh viện các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả thuốc kém chất lượng thuốc không được phép lưu hành găm hàng tăng giá và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện tổ chức các địa điểm trực bán thuốc 24 trên 24 giờ và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu cần thuốc của người bệnh Chuyển sang các thông tin về tình hình dịch COVID-19. Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đến sáng ngày 16 tháng 1, tại thành phố đã phát hiện thêm 18 ca mắc COVID-19 bằng biến chủng Omicron. Tất cả đều là ca bệnh nhập cảnh đã được cách ly. Trong số này, một bệnh nhân 82 tuổi trở về từ Mỹ và mắc nhiều bệnh nền đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. 17 trường hợp còn lại không có triệu chứng, hiện được theo dõi cách ly tại bệnh viện dã chiến số 12 như vậy đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron. Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam đã phát hiện tổng cộng 68 ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron tại 9 tỉnh thành phố. Liên quan đến công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc sắp xếp lại hoạt động các bệnh viện dã chiến thu dùng điều trị COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, từ ngày 19 tháng 1 cho đến khi có thông báo mới, sẽ tạm ngưng hoạt động Bệnh viện Giã chiến thu dùng điều trị COVID-19 số 3, 5, 10 và Bệnh viện Giã chiến Củ Chi. Nhân viên y tế, nhân viên khác đang công tác tại các bệnh viện này tạm thời trở về đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc đơn vị chủ quản. Hôm qua 15 tháng 1, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã ra mắt mô hình trạm y tế online đầu tiên tại thủ đô mô hình này áp dụng mạng xã hội facebook để truyền tải nhanh nhất thông tin y tế đến người dân đồng thời fanpage này cũng được kết nối các tài khoản mạng xã hội zalo từ ủy ban nhân dân phường đến các tổ dân phố trong công tác phòng chống dịch địa chỉ chính thức của fanpage facebook trạm y tế online phường trúc bạch chủ tịch ủy ban nhân dân phường trúc bạch cho biết thành viên của trạm gồm cán bộ phường, trạm y tế phường trên địa bàn, các y bác sĩ tình nguyện, trạm y tế online cung cấp các bài luyện tập thể chất, tinh thần, các hướng dẫn chăm sóc người bệnh cũng như hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19. Người dân và các trường hợp F0, F1 nếu có bất cứ thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ về thông tin, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, các nhu cầu khác trong cuộc sống chỉ cần thông tin đến trạm y tế online và sẽ được hỗ trợ ngay. Mô hình này sẽ chia sẻ áp lực với trạm y tế phường trong tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, đảm bảo F0, F1 được chăm sóc chu đáo kịp thời 24 trên 7, rút ngắn khoảng cách về không gian, thời gian giữa người dân, bệnh nhân mắc COVID-19 với cán bộ y tế, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường. Chuyển sang tin quốc tế, một bộ xét nghiệm COVID-19 do trường Y Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc phát triển có thể phát hiện chính xác các biến chủng như Omicron đã được nước này phê duyệt để đưa ra thị trường. Bộ xét nghiệm axit nucleic COVID-19 này đã chính thức được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc phê duyệt. Bộ kit mới này đã cải thiện hiệu quả độ nhạy khi xét nghiệm và giảm thiểu việc bỏ sót các trường hợp dương tính. Ngoài ra dụng cụ được mệnh danh là máy dò COVID-19 này cũng sẽ không bỏ sót việc phát hiện đối với 15 chủng virus đột biến phổ biến nhất hiện nay trên thế giới, bao gồm chủng Delta và Omicron. Bên cạnh đó, bộ kit được phê duyệt dự kiến sẽ đóng hai vai trò quan trọng trong nghiên cứu lâm sàng gồm theo dõi quá trình điều trị lâm sàng của bệnh nhân COVID-19 và đánh giá nghiên cứu lâm sàng của thuốc chống COVID-19. Theo truyền thông Trung Quốc, có đây là thành quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ PCR kỹ thuật số vào COVID-19 được phê duyệt đầu tiên trên thế giới. Bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Ngày 15 tháng 12, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trường đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã lên thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đã trao 300 xuất quà cho đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng với tổng trị giá 150 triệu đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác đối với đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí đã thông tin với đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, về tình hình đời sống của đồng bào các dân tộc, những thuận lợi cũng như khó khăn và tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành đánh giá cao những kết quả tỉnh Cao Bằng đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để có được những thành tích tốt hơn trong thời gian tiếp theo. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Lương Thông, huyện Hà Quảng và trực tiếp trao 20 xuất quà cho 20 hộ gia đình chính sách hộ nghèo của xã. Đoàn cũng đã đến thăm đồn biên phòng Cần Yên, nghe lãnh đạo đồn báo cáo về tình hình giữ gìn, bảo vệ đường biên mốc giới tại địa bàn quản lý thời gian qua, công tác phối hợp với chính quyền và nhân dân vùng biên trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Thay mặt đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành chúc mừng những thành tích mà đồn biên phòng Cần Yên đạt được. Nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần sắp tới, đồng chí chúc cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng đón một cái Tết an toàn, vui vẻ và ấm ấm, bảo vệ bình yên cuộc sống cho người dân biên giới. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, các đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thăm tặng quà Tết cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo, gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngày 15 tháng 1, đoàn công tác của Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy, Chi hội Chữ thập đỏ cơ quan phối hợp tổ chức đến thăm chúc Tết và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Lũng Nhùng, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng. Xóm Lũng Nhùng là xóm vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Quý Quân, xóm có 45 hộ dân với 197 nhân khẩu, 100% là dân tộc Giao, xóm có 37 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Đoàn đã trực tiếp đến 10 hộ gia đình trao những món quà gồm chăn ấm, gạo, bánh kẹo, một số nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng. Nguồn kinh phí được huy động đóng góp từ các cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn văn phòng tỉnh ủy, tri hội chữ thập đỏ cơ quan thể hiện tấm lòng đùm bọc, sẻ chia với các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện đón Tết vui tươi đầm ấm hơn. Tại huyện Hòa An, ngày 16 tháng 1, đoàn công tác của huyện đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình các đồng chí Hoàng Trung Phong, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, nguyên Bí thư huyện ủy Hòa An đồng chí Đỗ Quang Sơn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên bí thư huyện ủy Hòa An. Đồng chí Nguyễn Sĩ Minh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Hà Thế Bảo, nguyên ủy viên Ban Thường vụ, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hòa An. Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí, nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, đã có nhiều cống hiến đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm quý báu, cũng như động viên con cháu phát huy truyền thống của cha ông trong học tập và công tác, góp phần xây dựng huyện Hòa An ngày càng phát triển. Tại xã Ngũ Lão, lãnh đạo huyện Hòa An đến thăm, tặng quà bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Mã Thị Nòn. Mẹ Nòn hiện 100 tuổi, có hai con là liệt sĩ, hiện mẹ đang sống cùng con út tại xóm Nà Tú, xã Ngũ Lão. Đoàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống mẹ Mã Thị Nòn, Chúc mẹ đón một cái Tết yên vui, hạnh phúc và mạnh khỏe. Đoàn trao 155 xuất quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Mỗi xuất quà trị giá 600.000 đồng, được huy động từ các doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền 62 triệu đồng. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.